Thưa quý vị và các bạn, Cao Phong là một trong bốn vùng mường cổ của tỉnh Hòa Bình, nhất đi nhì vang, tam thàng tứ động. Không những thế, Mường Thàng Cao Phong còn là vùng đất nổi tiếng có nhiều giá trị văn hóa lịch sử, có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và có nhiều danh lam thắng cảnh, có những giá trị huyền thoại đã đi vào lịch sử. Trong đó có quần thể di tích danh lam thắng cảnh núi Đầu Rồng được rất nhiều du khách tìm đến tham quan, nhất là vào những dịp đầu xuân năm mới. Và trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng với tôi đến tìm hiểu và khám phá khu di tích quần thể danh lam thắng cảnh này. Quần thể hang động núi Đầu Rồng nằm ở thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, chỉ cách trung tâm thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình khoảng 15 km, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia năm 2012. Quần thể là dãy núi dài hơn 1 km, cao khoảng 200 m. Nhìn từ xa như một con rồng đang phục mình với hai mắt là hai hồ nước. Trong dãy núi có nhiều hang động đẹp liên kết tạo thành một quần thể. Mỗi hang động là một kỳ quan tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng cho mảnh đất nơi đây. Trong đó có 6 hang động chính, gồm 4 hang khô là Phong Sơn Động, Nhãn Long Sơn Động, Động Không Đáy, Hoa Sơn Thạch Động và 2 hang ướt là Động Thanh Thủy và Hang Nước. Các hang động được phân bố khá đều trong lòng núi, khoảng cách giữa các điểm chỉ vài trăm mét, thuận lợi cho du khách khám phá. Thưa quý vị và các bạn, đây là con đường lên Hoa Sơn Thạch Động. Đường lên động thì khá dốc nhưng được xây bậc và con đường được uốn lượn theo vách núi. Dưới chân là những cây rừng và hoa cỏ còn khá nguyên sơ. Và vừa mới thấm mệt thì chúng tôi đã có mặt ở cửa hang, cách chân núi 100 mét. Chúng tôi thật sự choáng ngợp bởi trong động là cả một rừng hoa thạch nhũ đua nhau khoe sắc. Động sâu khoảng 300 mét, gồm 2 tầng và chia thành 5 cung. Cung thứ nhất chiều dài 70m, rộng 20-30m, mỏm trần cao nhất 30m, dốc thoải vào trong. Nền động nhấp nhô hàng trăm nhũ đá lớn nhỏ, tạo nên nhiều hình thù góc cạnh. Cách Hoa Sơn Thạch Động khoảng 100m là Động Không Đáy. Động có tên gọi như vậy vì trong động có một giếng sâu hun hút, miệng rộng 7m, khi cầm viên đá ném xuống không thấy tiếng gì. Cho đến nay, kể cả những người leo núi địa phương cũng chưa dám xuống thám hiểm. Động có chiều dài khoảng 170m, kể cả ngách phụ. Cửa động trước đây bị vùi lấp và chỉ một người chui qua, nay đã được mở rộng. Ở độ cao khoảng 40m so với chân núi, Nhãn Long Sơn Động nằm ngay phía mắt trái của núi Đầu Rồng. Động có chiều dài 150m, gồm 4 cung. Đứng trên động, nhìn xuống, bao quát cả thị trấn Cao Phong. Với những đồi cam, mía xanh mướt, trong động là cả một thế giới nhũ đá với muôn hình vạn dặm, thỏa sức tưởng tượng. Sức độc đáo của quần thể di tích còn được góp nên bởi hang nước dài 400m và động thanh thủy dài 300m. Nếu ở hang nước là dòng nước từ động chảy ra, thì ở động thanh thủy là nước dâng lên từ mạch ngầm giữa hang. Để du khách khám phá bên trong phải đi bằng thuyền. Dòng nước trong vắt, chỗ sâu lên đến 5-8m, nhìn thấu cả nhũ đá và những chú cá tung tăng bơi lội. Đây là kiệt tác của nước và đá qua triệu năm cho vùng đất Cao Phong, một danh thắng đặc sắc. Thưa quý vị và các bạn, nằm ngay dưới chân núi Đầu Rồng là đền Bồng Lai, tức còn gọi là đền Cô Đôi Thượng Ngàn, đền phụng thờ đệ nhị Thượng Ngàn Tiên Nương, tức là Cô Đôi Thượng Ngàn Sơn Trang, và thờ Tư Thiên Thánh Tứ Phủ. Và ngôi đền được xây dựng từ thời vua Thành Thái Thịnh Trị năm thứ 2, tức năm Canh Dần năm 1890, đền rất nổi tiếng và linh thiêng. Do ảnh hưởng của các cuộc chiến tranh và bào mòn của thời gian, ngôi đền chỉ còn lại một số dấu tích. Tới cuối những năm 80 của thế kỷ 20, một số người dân ở trong vùng có rước chân nhang trong đền về thờ. Song nền móng của ngôi đền xưa vẫn còn đó. Sau khi được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp bằng di tích quốc gia và được sự ủng hộ của các cấp chính quyền, ngành chức năng và nhân dân địa phương, tháng 12 năm 2013, ông Trần Văn Hải ở thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, cùng các con nhang đệ tử, tín chủ gần xa đã xa tâm công đức xây lại ngôi đền. Dân gian tương truyền rằng, Cô Đôi Thượng vốn là con vua Đế Thích trên Thiên Cung, được phong là Sơn Tinh Công Chúa. Cô thường hầu cận ba tòa vương mẫu trên thiên đình, Ngọc Điện. Cô đứng hàng thứ hai trong hệ thống thập nhị tiên nàng của đạo mẫu, có công phù trì, hộ, cứu quốc, giúp muôn dân.
Khu vực núi Đầu Rồng là nơi cô hội ngộ Thánh Mẫu Thượng Ngàn và cũng là nơi cô hóa về trời. Tiếng cô anh linh dậy khắp bốn phương, trải từ Đông Cuông, Tuần Quán tới Phủ Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, về tới huyện Cao Phong, Mai Đà, tỉnh Hưng Hóa, nay là tỉnh Hòa Bình, đều có đền thờ cô. Nổi lên trên cả là hai ngôi đền thờ cô thuộc Phủ Nho Quan, tỉnh Ninh Bình và huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, gắn với truyền thuyết sinh hóa cô. Song đền thờ cô ở thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình có chức ngôi đền ở Nho Quan, Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, đây là một quả chuông cổ của ngôi đền trước, được biết bao thế hệ đã cất giữ. Và theo như niên hiệu được ghi trong quả chuông này thì được đúc từ thời vua Thành Thái Trịnh Thị năm thứ hai, tức năm Canh Dần năm 1890. Và vào cuối năm 2014 thì sau khi ngôi đền được xây dựng và tôn tạo lại thì có một người dân ở huyện Cao Phong đã mang trả lại quả chuông cho ngôi đền. Sau một năm xây dựng, ngôi đền Bồng Lai ở thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã được khánh thành vào tháng 12 năm 2014. Ngôi đền được xây dựng theo hình chữ tam thập nhất, tả hữu có hai dãy nhà dài, nối liền với cổng tam quan. Cung cấm được kiến trúc theo lối nhà ba gian, trồng diện 12 mái, phụng thờ tam tòa thánh mẫu, cấp dưới thờ cô đôi tượng ngàn. Cung đệ nhị được xây dựng kiến trúc 5 gian, trồng diện 8 mái, phụng thờ tam vị chúa, được sắc hiệu đại vương và công chúa. Cung đệ tam xây dựng theo kiến trúc nhà 7 gian, 2 mái, phụng thờ tam phủ công đồng. Ngôi đền được xây dựng trên diện tích gần 6.000 m2. Từ cổng tam quan đến bên trong ngôi đền, các họa tiết đều được đắp, kẻ vẽ hết sức khéo léo, tinh tế. Toàn bộ các bức tượng chính và nhiều họa tiết trang trí trong ngôi đền được mạ vàng, thể hiện sự trang hoa, mỹ lệ. Để tạo thành một quần thể theo quy hoạch của tỉnh, năm 2018, ông Trần Văn Hải ở thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, cùng các con nhang, đệ tử, tín chủ gần xa, đã tiếp tục gia tâm công đức xây lại ngôi đền, hay còn gọi là đền trình. Đền trình được đầu tư xây dựng tương tự như ngôi đền Bồng Lai và mới đây đã được hoàn thành trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân huyện Cao Phong và du khách gần xa. Thưa quý vị và các bạn, để hiểu rõ hơn về ngôi đền, sau đây chúng ta có cuộc gặp gỡ và trao đổi với ông Trần Văn Hải, là người đầu tư và là chủ nhang ở đền Bồng Lai. Xin được chào ông ạ. Xin được hỏi ông là việc ông quyết định đầu tư và tôn tạo lại ngôi đền chắc hẳn là có một lý do nào đó. Vậy ông có thể chia sẻ với khán giả chuẩn bị hình được biết lý do đó là gì ạ? Báo cáo với quý vị là có 3 cái ngôi miếu thời xưa từ thượng cổ đến nay. Thứ nhất là ngôi miếu Cả, gọi là miếu Cả ở trong Dụng Phong. Thứ hai là miếu Đông Sơn, thứ ba là miếu Bắc Sơn. Thì ba cái ngôi miếu này báo cáo với các quý vị là thờ ba bà Chúa Mường, trong miếu Cả là thờ bà Lê Mại, miếu Đông Sơn là thờ bà Diệu Tín, miếu Bắc Sơn thờ bà Diệu Nghĩa. Thế được biết cũng là theo cái chủ trương của Đảng và của tỉnh Hòa Bình nói chung và huyện Cao Phong nói riêng, thì cũng quy hoạch trong 45 hecta là khu du lịch tâm linh. Thế thì tỉnh Hòa Bình và huyện Cao Phong thì cũng mời chúng tôi là những người đầu tư về để trùng hưng xây dựng lại. Thì thứ nhất chúng tôi đã xây dựng lại cái đền Đông, xây dựng được cái đền Đông Sơn để phụng thờ đệ nhị thượng ngàn tiên lương, tức là có đối thượng. Thứ hai chúng tôi vừa mới trùng hưng xây dựng được ngôi đền Đông Sơn là để thờ bà Diệu Tín Thiền Sư. Thế ngôi đền Bồng Lai bên kia là thờ đệ nhị thượng ngàn tiên đương, tức là có đôi thượng. Và bên này là thờ bà Diệu Tín Thiền Sư. Thì trong cái tích của người Mường và có một cái cũng là rất một cái là cơ duyên, thì chúng tôi về chúng tôi trùng hưng xây dựng lại thì là cái ngôi đền Đông Sơn này thì nhân dân vẫn giữ lại được một pho tượng cổ của bà Diệu Tín Thiền Sư từ cuối thời Lê đến bây giờ là cũng xích 400 năm rồi. Thế thì có một cái việc nữa là trên thì là có một cái gọi là cái gương trời. Thế dưới lại có một cái giếng thông âm. Thì ở theo như nhân dân địa phương ở đây thì gọi là cái giếng nước trong. Nhưng thực tế nếu mà nói về cái mặt tâm linh thì người ta gọi là giếng thông âm. Thì ngôi đền Đông Sơn này nằm ở trong cái vị trí là khu vực núi Đầu Rồng, quần thể hang động núi Đầu Rồng, nhưng lại nằm đúng hàm con rồng. Thế trong cái hàm con rồng đấy thì là có một cái giếng ở trên này gọi là giếng nước trong, thực tế là theo cái mặt tâm linh thì gọi là cái giếng thông âm. Thì báo cáo với quý vị để xong để tí mời quý vị đi tham quan. Vâng ạ.
Thưa ông thì việc xây dựng ngôi đền chắc chắn là phải có một lý do đặc biệt ở đó để đáp ứng được lòng mong mỏi của người dân cũng như là du khách thập phương. Vậy ông có thể chia sẻ tiếp để với khán giả truyền hình được biết không ạ? Thưa quý vị được biết thì chúng tôi là Trùng Hưng Xây Dựng. Thứ nhất là huyện tỉnh Hòa Bình và huyện Cao Phong cũng muốn là đặt một cái nơi điểm là trung tâm du lịch tâm linh thuộc quần thể hang động núi Tổ Rồng. Thì chúng tôi là những nhà đầu tư mà tôi cũng là cái người để trụ trì bàn đền này. Thì cũng thứ nhất là phục vụ cho bà con của người Mường nói chung và cả người Kinh nữa, tất cả của các dân tộc. Thế và hơn nữa là chúng tôi cũng xin báo cáo với quý vị là như ngày hôm qua thì đã an vị thần tượng là người Kinh, các thầy các sư lên cúng, thì hôm nay là các mo Mường của trong huyện Cao Phong đến để cúng Mường, để cúng các chúa bà. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi cùng với chương trình. Điểm hết sức đặc biệt là cả hai ngôi đền được đặt ở một vị trí hết sức phong thủy, nằm ngay chân núi Đầu Rồng. Phía hai bên có hai dãy nước cổ, tựa như mắt rồng. Phía sau là dãy núi trải dài hơn 1 km, độ cao khoảng 200 m, như con rồng khổng lồ đang phù phục. Phía bên trong là hang động tuyệt mỹ. Chính điều này đã làm cho hai ngôi đền trở nên linh thiêng và mỹ lệ hơn. Hiện nay, ngôi đền Bồng Lai được đánh giá là hai trong những đền đẹp nhất Việt Nam và trở thành điểm đến du lịch tâm linh hấp dẫn du khách. Hôm nay thì mới đến là đền lần đầu tiên thì cũng thấy rằng là cái không khí ở đây rất là trong lành và thoáng đãng, và cũng gần đường quốc lộ nữa. Thì vào trong đền thì cũng thấy là xây dựng rất là quy mô và mọi thứ rất là trang nghiêm, trang trọng. Thì hôm nay đến thì mong muốn là được cầu lộc, cầu tài và cầu bình an, đắc bình an. Và tôi hy vọng là điều đó sẽ thành hiện thực. Trải qua một khoảng thời gian trải nghiệm và khám phá quần thể xanh lam thắng cảnh núi Đầu Rồng, trước vẻ đẹp lung linh, huyền ảo, mộc mạc, hoang sơ, như thực, như mơ mà tạo hóa đã ban tặng cho con người nơi đây. Trải nghiệm và khám phá xanh lam thắng cảnh núi Đầu Rồng để lại trong lòng mỗi du khách những ấn tượng khó phai và những cảm xúc đầy thú vị. Để mà phát huy khai thác được cái tiềm năng thế mạnh về phát triển du lịch trên địa bàn huyện Cao Phong, trong những năm vừa qua, huyện Cao Phong đã xây dựng cái đề án phát triển du lịch, và hàng năm chúng tôi xây dựng kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Thế và vừa qua đấy là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức tập huấn cho bà con, ví dụ như ở xóm Tiền, xã Thung Nai. Và những năm vừa qua là tập huấn cho bà con về phát triển du lịch ở bản Giang Mỗ, xã Bình Thanh. Đây có thể nói là những cái bước đầu tập huấn cho bà con để mà tiếp cận cái phát triển du lịch hôm Tây ở các cái địa phương có cái ưu thế. Có thể nói là đây là một trong những cái điểm thu hút khách du lịch ở thị trấn huyện Cao Phong. Và như tôi vừa nêu đấy là cái chỗ công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam ở xã Bắc Phong. Thế thì nguyện vọng đối với lại huyện Cao Phong đấy là cũng đề xuất với tỉnh là kêu gọi giới thiệu các cái doanh nghiệp lớn trên cơ sở quy hoạch phát triển du lịch, phát triển kinh tế xã hội của huyện để đầu tư vào huyện. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái, và cái thứ hai nữa là đề nghị tỉnh là quy hoạch và cho vào các cái tour điểm du lịch của tỉnh. Tôi lấy ví dụ như là công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam hay là quần thể hang động núi Đầu Rồng, để làm sao đấy là bạn bè bốn phương, du khách bốn phương người ta biết để người ta đến với lại huyện Cao Phong. Vì Cao Phong bên cạnh cái khu du lịch quốc gia ở cái quần thể hang động núi Đầu Rồng đấy, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia đấy, ở huyện Cao Phong có 4 cái điểm gọi là di tích cấp quốc gia. Đó là chùa Khánh Yên Thượng, chùa Quèn An xã Tân Phong, khu di tích lịch sử anh hùng Cụ Chính Lan ở xã Bình Thanh, và cái khu quần thể hang động núi Đầu Rồng. Đây là 4 cái điểm di tích cấp quốc gia. Tôi cho rằng đây là những cái điểm du lịch có tiềm năng thế mạnh để chúng ta phát triển du lịch đối với huyện Cao Phong nói riêng và trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nói chung. Và như tôi nêu đấy là địa bàn huyện Cao Phong nằm ở giữa hai cái điểm du lịch cấp quốc gia. Đây cũng là cái điều kiện thuận lợi mà mong tỉnh là sẽ quan tâm để quy hoạch cho vào cái tour tuyến du lịch của tỉnh trong thời gian tới đây. Có thể nói, việc đầu tư tôn tạo lại ngôi đền Bồng Lai và đền Trình đã làm cho quần thể danh lam thắng cảnh núi Đầu Rồng ở huyện Cao Phong trở nên hoàn chỉnh và là điểm đến trong những dịp đầu xuân năm mới đối với khách thập phương gần xa.
bởi việc đầu tư tôn tạo, xây dựng hai ngôi đền đã đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân huyện Cao Phong, cũng như đông đảo khách thập phương được thỏa lòng bày tỏ sự hiếu kính với tổ tiên nguồn cội và là điểm đến du lịch tâm linh của du khách thập phương. Chia tay quần thể danh lam thắng cảnh núi Đầu Rồng, chúng tôi thực sự lưu luyến bởi khung cảnh thơ mộng, hoang sơ, tuyệt mỹ, để lại những ấn tượng khó phai.